trực tiếp đám cưới Thanh Ngân đình trí. Cảm giác vẫn như những ngày đầu dung cảm cùng Thanh Ngân trên sân khấu. Dương Đình Trí dành sự quan tâm đặc biệt cho người bạn thân sau 5 năm xa cách. 5 năm qua, cặp đôi làng nhạc lặng lẽ rời xa nhau không hợp tác chung. Từng có tin đồn họ đám cưới rồi ly hôn, xong cả hai lần đầu phủ nhận. Trên sân khấu chương trình, lần đầu tiên Thanh Ngân làm cô dâu của Dương Đình Trí. Dương Đình Trí tâm sự duyên số là do trời định. Anh và Thanh Ngân quý mến như người một nhà, thường tâm sự mỗi đêm xong chuyện riêng không muốn chia sẻ quá nhiều trên báo giới. Năm năm quá, nhiều tin nhắn hỏi thăm về cuộc sống cặp đôi, song Dương Đình Chí và Thanh Ngân nhất định im lặng. Chúng tôi thường trò chuyện cùng nhau qua điện thoại giữa đêm khuya. Sau khi đi diễn về mới có thời gian, tôi hiểu Thanh Ngân là người gần ủi sống tình cảm và rất có trách nhiệm với gia đình. Còn giữa chúng tôi có gì hay không, xin phép không chia sẻ lúc này. Cả hai mới vừa trở lại sau 5 năm hiểu lầm, nên không muốn thêm một lần đứt gánh giữa đường. Kể cả khi chỉ là tình nhân trên sân khấu, tôi vẫn mong tình cảm này trọn vẹn. Thanh Ân là con gái út của nghệ sĩ Hoài Châu Kim Hoa. Thuộc đời thứ tư trong một gia đình nghệ sĩ tài danh với bốn đời theo nghiệp hát bội từ những năm 1930 đến nay, ông Hai Nour, bầu gánh hát Tân Hi Ban, thuộc trường phái kiếm hiệp mộng vân, ông Hai Nour là ông cố của hai nữ nghệ sĩ Thanh Hằng và Thanh Ngân. Các diễn viên ông Tý, bà Tết là chú, diễn viên tiên phong từ Helen là bà nội, Hai Long là ông nội Thanh Ngân. Gia đình Thanh Ngân có bốn cô con gái đều là diễn viên sân khấu, Thanh Hằng, Ngân Huỳnh, Thanh Ngọc, Thanh Ngân. Ngay từ khi ba tuổi, tuy nói ngọng, ngọng nhưng bé đã bập bẻ bắt trước bà, mẹ trong khi mọi người tập đi. Thông minh, nhanh nhẹn, Ngân tiếp thu nhanh. Trong một lần, Ngân theo bà ngoại sang nhà nghệ sĩ Phùng Há chơi, nghe bà gọi đi diễn thử, cô bé không ngần ngại, mạnh dạn chạy ra giữa nhà vừa hát cải lương vừa làm động tác minh họa mọi người lúc đó ai cũng không nhịn được cười và ai cũng thầm nghĩ ngân sẽ là một nghệ sĩ cải lương tài năng trong tương lai lớn lên với niềm đam mê sân khấu tôi ước mình sẽ trở thành một nghệ sĩ tài năng được nhiều người yêu mến nhưng bên cạnh niềm đam mê lớn đó nghệ sĩ thanh ngân còn ấp ủ một ước mơ khác trở thành một nhạc sĩ trở thành một luật sư giỏi mang lại công bằng cho mọi người và xã hội. Chính vì vậy, nghệ sĩ Thanh Ngân đã chăm chỉ học tập và năm nào cô cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi của lớp. Nghệ sĩ Thanh Ngân bắt đầu đến với sân khấu cải lương khi vừa tròn 18 tuổi. Theo chân các đoàn hát như Hương Tràm, Hương Bưởi, Minh Tơ đi diễn khắp các tỉnh thành gặp không ít khó khăn, vất vả đối với một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối như Ngân nhưng cũng chính từ đó nghệ sĩ thanh ngân thấy mình không thể thoát khỏi cái nghiệp này và thấy mình cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để khẳng định tài năng của mình có những lúc quá khó khăn chị cảm thấy bi quan chán nản nhưng rồi ý chí sắt đá đã giúp nghệ sĩ thanh ngân vượt qua tất cả để có được như ngày hôm nay có rất nhiều tin đồn về mối quan hệ của thanh ngân và dương đình trí đặc biệt là thông tin về đám cưới của họ gây xôn xao cộng đồng mạng tuy nhiên cả hai vẫn im lặng và không trả lời về vấn đề này. Sau nhiều năm Thanh Ngân chia sẻ cả hai khẳng định coi nhau như gia đình, thường xuyên tâm sự qua điện thoại hàng đêm nhưng không muốn chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư. Trên báo, Dương Đình Trí nhận xét Thanh Ngân sống gần gũi, tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi đã có một sự hiểu lầm và đã chia tay 5 năm trước khi chúng tôi có thể kết nối lại, vì vậy tôi thực sự trân trọng mối quan hệ này. Tuy nhiên, Tình cảm giữa chúng tôi là gì thì tôi xin lỗi không thể chia sẻ vào thời điểm này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.